check the mic and make sure it sound right, boys. Ok, hello, xin chào các bạn đã đến với dụng cụ cơ khí Thanh Trúc, web đồ nghề sửa chữa .com. Thì hôm nay mình có một cái sản phẩm đến từ thương hiệu của CMAC, một thương hiệu khá là quen thuộc với tất cả anh em về cái giá thành nha, cũng như là chất lượng. Thì bộ sản phẩm này có mã hàng là K0006 và nó có 21 chi tiết, gồm các đầu dẹp nè, đầu ba ke, đầu lục giác cũng như đầu bông. Và cái bộ này là sử dụng cho các chui 1/4 nha, cái đầu gắn 1/4 hết nha, gồm các cây thân vít chữ T nè, đằng sau là để mã hàng cũng như là chi tiết của bộ sản phẩm. Rồi nó có chữ chung ở dưới đây nè. Rồi đây là sản phẩm mình đã khui hộp ra nha, khui vỉ ra để cho các bạn dễ quan sát cũng như là test thử cho các bạn biết là sản phẩm này có những gì nha. Đầu tiên chúng ta có một cây cần siết chữ T. Thì cây cần này có hai đầu nha, một đầu có bi nè để gắn các đầu khẩu đó vào, và đầu còn lại là đầu lục giác để mình gắn mấy cái mũi lục giác vào. Chúng ta có một cái đồ đựng khay tiếp gồm 9 tiếp từ size số 5 cho đến size 13 nha. Đây, tất cả là chui 1/4 hết nha. Rồi, đến cái hộp thứ hai thì chúng ta có một cái hộp đựng 9-10 cái đầu vít ở trong nha. Gồm chúng ta có gồm các mũi nè, BS1, BS2, mũi lục giác sao nè, T15, T20, rồi đầu dẹp ngang 4 ly, 5 ly, đầu BS1, BS2 cũng như các đầu lục giác 4-5. Rồi ở cái phần này nè, chúng ta có một cái đầu chuyển 1/4 sang bu lông nha. 1/4 chui 1/4 sang gắn để gắn các đầu khẩu 1/4. Rồi ở đây mình xin gắn các đầu khẩu như đầu vít để các bạn tiện theo dõi nè. Rồi mình xin rút một cái đầu tiếp ra để mình gắn. Chúng ta có thể gắn ở đây nha, để vặn những con ốc. Chúng ta có thể vặn xoay vòng để nó có lực hơn nha. Rồi nếu mà chúng ta muốn gắn ở cái đầu dưới á, thì chúng ta sử dụng một cái đầu chuyển như thế này để chúng ta chuyển từ đầu vít sang đầu bu lông, và chúng ta gắn cái đầu tiếp đầu khẩu vô như thế này để chúng ta vặn. Rồi mình xin mở cái hộp này ra nè. Trong cái hộp này thì mình sẽ lấy một cái đầu BS1 để mình gắn vào để cho bạn tham khảo nha. Đây là đầu 6.35 nè, chúng ta gắn vào rất là gọn luôn, để chúng ta sử dụng để vặn các con vít ba ke đó. Thì tất cả các đầu vít cũng như là đầu chữ T này được chế tạo bằng thép CRV hết nha. Một chiếc thép không dụng để trong ngành tốt cũng như dụng cụ sửa chữa. Rồi chúng ta gắn vào này. Đây là cái đầu lục giác nha, gắn vào sử dụng như thế này. Một sản phẩm rất là nhiều chi tiết để chúng ta phù hợp, để chúng ta vừa vặn khẩu được nè, vừa vặn vít được nè. Và các bạn nên nhớ đây, nó có mã hàng là K000, K3 số 0 và 1 số 6 nha, để chúng ta có thể mà dễ dàng đặt hàng. Thì giá của sản phẩm á, mình để ở dưới phần mô tả chi tiết á, và cách mua hàng bạn có thể click vào những cái đường link hoặc là gọi trực tiếp cho mình. Mình để hai cái số điện thoại bên dưới á. Nếu chúng ta không tiện gọi, chúng ta có thể
add Zalo để mình tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như giá thành nha. Chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.